Hi fan, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về mẫu bông tai này nè các bạn. Các bạn nhìn thấy nó giống cái gì nè? Các bạn đoán thử coi nhé. Mình thì thấy nó giống như là lá chuối, vì nó tua tủa đó các bạn. Hay là lá dừa, vì nó cũng cong cong như lá dừa. Hay là lá liễu hả các bạn, vì nó cũng dài. Nói chung là nhìn giống cái lá, nên mình đã chọn màu này đó các bạn, nó hơi xanh xanh. Nếu các bạn thích mẫu này thì các bạn có thể chọn màu xanh lá cây hay là màu nâu vàng thì nó hợp hơn đấy các bạn. Mẫu này thì mình làm nó hơi khác một chút. Các bạn nhớ để ý kỹ nha. Sau khi các bạn móc xong một cái, các bạn móc thêm một cái nữa. Rồi các bạn dùng những cái cây kim móc, các bạn móc nó lại, sẽ thành một đôi bông tai theo ý của mình. Bây giờ mình bắt đầu làm nha. Các bạn xếp chỉ qua một bên, xếp chỉ lên xuống theo từng cái ngón tay. Các bạn bỏ kim vô.
xuống các bạn giữ nhẹ. Rồi các bạn đẩy kim ra từ từ.
đủ cái, 7 cái rồi bắt đầu các bạn móc lên 6 mũi.